Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cô Mai Trần. Thưa quý vị, cái đề tài hôm nay, chúng tôi đi sát thời cuộc, sưu khảo để trình cùng quý vị tránh đi những cái món hàng của Trung Cộng và của một số của người của Việt Nam Cộng sản thừa dư quý vị xuất cảng qua bên Mỹ này, mình phải tránh, bởi vì trong đó họ làm không có đúng vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể hại cho sức khỏe của mình. Cái đề tài chúng tôi gói gọn là mì gói Việt Nam chứa chất độc bị cấm ở nước ngoài nhưng trong nước vẫn tiêu thụ bình thường. Thưa quý vị, ở ngoại quốc thì người ta thấy những cái mì gói của Việt Nam đó có những cái chất gọi là IO, nguy hiểm lắm, ăn có thể bị ung thư. Nhưng mà trong nước, nhà nước giấu, không có cấm cái mì này mà để cho dân ăn uống dùng chữ bình thường. Cái này thưa quý vị, tôi lấy cái tài liệu tôi sưu khảo từ cái đài Á Châu Tự Do của Hoa Kỳ RFA để trình cùng quý vị rộng đường dư luận và cố gắng tránh một phần nào cái nguy hiểm về thực phẩm mà không an toàn của Việt Nam xuất cảng qua cũng như của Trung Cộng. Thưa quý vị, cái đề tài mì gói Việt Nam chứa chất độc bị cấm ở nước ngoài, trong nước vẫn tiêu thụ bình thường. Thưa, đó là cái đề tựa bài của đài RFA, tiếng nói của Hoa Kỳ liên quan tới Việt Nam. RFA là đi tin có thể nói nhiều nhất về Việt Nam trong những cái đài mà ở Pháp chúng ta coi được cũng như ở Mỹ chúng ta coi được. Thưa anh, thưa cô. Thì mà thưa chú cũng như thưa quý vị khán thính giả, thì đã rất nhiều lần thì các loại thực phẩm này của Việt Nam khi mà xuất cảng sang cái thị trường ở các nước tiên tiến cũng như Mỹ và các nước khác thì đều bị tiêu hủy hoặc là trả về với những cái thành phần là có chứa cái chất hại cho sức khỏe của những người tiêu dùng. Mà tuy nhiên các sản phẩm này vẫn được tiêu thụ trong nước một cách rất là bình thường. Thì theo chú nghĩ là như thế nào? Tại sao là nó như vậy? Thì hình như là họ, cái người mà sản xuất đó, cái công ty mà sản xuất nó có công ký với nhà nước Việt Nam để như thế nào đó, thành ra nó mới xảy ra tình trạng như này, có phải không chú? Cái đó là đúng vậy. Yeah. Nhưng mà hỏi á, cái bất cứ một cái chế độ nào, một cái chính quyền mà gọi là chính trực đó, thì phải bảo vệ cái an sinh, cái an ninh và cái an toàn thực phẩm cho dân chúng, tối thiểu phải làm như vậy. Ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị, cả một nhiều cái tổ chức của Hoa Kỳ trong chính quyền Hoa Kỳ phải lo cái chuyện đó, tốn kém rất nhiều, nhưng mà chính quyền ngân sách quốc gia Hoa Kỳ sẵn sàng làm chuyện đó. Và ngay ở tại Hoa Kỳ này, thưa quý vị, cũng như ở Liên Âu, ở Pháp, người ta bảo vệ cái việc ăn uống lành mạnh cho dân chúng. Thì chúng ta thấy đây đâu có phải lần đầu mà nhiều lần người ta thấy rằng sản phẩm của Việt Nam Cộng sản chứa chất độc. Thí dụ cụ thể như sản phẩm mì ăn liền Omachi, hương tôm, chua cay thuộc tập đoàn Masan bị phát hiện có chứa hàm lượng thuốc trừ sâu ethylene oxide, FEO, chúng ta dùng chữ tắt ethylene oxide, chứa đến cái mức mà quá cái mức mà có thể nhà nước cho phép và thế giới cho phép. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan thông báo như vậy. Đài Loan, thưa quý vị, ở kế bên Việt Nam, thưa, họ phát giác ra cái
cái mì ăn liền này có chứa chất độc mà, và họ soi lại dưới trong nước thì thấy dân Việt Nam tội nghiệp quá, phải ăn bởi vì nghèo à, phải ăn, và nhà nước không có báo động nên không có biết gì hết, thưa cô. À, thì và cái trước đó thì vào ngày 12 tháng 7 thì cái sản phẩm sườn hầm ngũ quả cũng của thương hiệu này có dư cái lượng EQ, trong đó cái gói bột gia vị á, thì kết quả là hơn 1,4 tấn mì omachi, tôm chua cay và 720 kg mì ăn liền omachi, sườn hầm ngũ quả đều bị Đài Loan trả về hoặc là Đài Loan đã tiêu hủy hoàn toàn. Nếu mà trầm trọng hơn nữa đó, thưa quý vị, luật pháp thế giới này cho phép. Một là trả về thì cái nước xuất cảng như Việt Nam đó phải chịu tiền gọi là tiền tàu trả lại. Hoặc người ta thấy nguy hiểm quá, có thể hại cho nhiều chỗ, thưa quý vị, người ta tiêu hủy. Mà muốn tiêu hủy ra không có phải điện đổ dưới sông như Việt Nam đâu, thưa quý vị. Có nhiều cái thủ thuật lắm, đòi hỏi cũng tốn kém lắm thì mới tiêu, bởi vì đây là chất độc mà. Không phải ở Đài Loan phát giác ra được đâu. Tại sao phải là Đài Loan phát giác ra được? Như chúng ta biết, người Đài Loan là cái người Trung Hoa, gốc Trung Hoa, thì ăn mì thường nhiều hơn. Phần nửa nước Trung Hoa đó, từ Dương Tử trở lên miền Bắc đó, thì ăn lúa mì. Chỉ ở phía dưới thì mới ăn gạo, lúa nước. Nên ăn mì là đa số của cái người mà Trung Hoa ăn mì. Nên Đài Loan phát giác ra trước. Ở thị trường Âu Châu cũng vậy, cũng phát giác ra. Văn phòng ngày 22 tháng 7 chúng tôi ghi nhận được văn phòng thông báo và điểm và hồi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ của động thực vật Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nhận được cảnh báo của Liên Âu về một sản phẩm mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam chứa IO vượt ngưỡng. Cũng cái số mì này cũng có xuất lén qua bên Liên Âu bị phát hiện. Theo đó, Đức gửi cảnh báo mì ăn liền hương vị gà curry của công ty cổ phần thực phẩm của Á Châu có chứa chất cấm vượt ngưỡng quy định của Liên Âu, mà trong đó có hàng có mì của Việt Nam xuất cảng qua Liên Âu. Quý vị thấy coi nè, Đài Loan biết rồi, Liên Âu biết rồi, thì chắc chắn Mỹ cũng biết mà chúng tôi chưa lấy được tin mà thôi, thưa cô. Dạ thì bên Cộng hòa Muta đó cũng ra cái cảnh báo là cái sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia sử dụng nguyên liệu sản xuất từ gạo biến đổi gen. Ba Lan đưa ra cái sản phẩm mì ăn liền của công ty cổ phần nghệ thực phẩm Việt Nam Vifon. Nước này cũng đã trả lại cái lô hàng vi phạm này. Và nước Campuchia cũng vậy, hồi đầu tháng 8 cho biết là sẽ tiến hành kiểm tra và ngăn chặn cái chuyện mà nhập khẩu từ các cái sản phẩm từ cái Việt Nam có chứa chất IO. Động thái này diễn ra sau khi một loạt các nước EU đưa ra cảnh báo đối với các sản phẩm mì ăn liền mà đã sản xuất từ Việt Nam. Nói tới Vifon, thưa cô, tôi nhớ hồi thời Việt Nam Cộng Hòa, Vifon là một cái hãng của tư nhưng mà kiểm soát của chúng ta, của Bộ Kinh tế và Bộ Y tế rồi, rất là kỹ. Tôi nhớ suốt cái thời kỳ tôi làm dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, tôi chưa hề nghe cái hãng Vifon này bị ở đâu chặn lại hàng hóa. Còn bây giờ, thưa quý vị, tôi cũng tưởng như vậy. Tôi cũng tưởng như vậy, nên người lớn tuổi như tôi thích tối ăn chén cháo chứ không có ăn nhiều. Thì tôi ăn cháo của Vifon, tôi thấy cũng ngon lắm. Nhưng mà cho tới bây giờ được cái tin này, tôi thấy trong bụng tôi cũng hơi lo. Thì chứ Vifon hồi xưa nhà nước kiểm soát kỹ lắm, thưa quý vị. Đó là công ty có thể cứ tư, nhưng mà nhà nước theo sát lắm,
suốt 10 năm tôi làm ở Quốc hội, tôi chưa nghe có cái tin này. Từ nhiều năm nay, các loại thực phẩm sản xuất từ Việt Nam đã bị châu Âu cảnh báo có chứa dư lượng chất cấm vượt ngưỡng cho phép. Điển hình, hồi tháng 8 năm 2021, văn phòng SBS Việt Nam, tức là cái cơ quan quản lý của Việt Nam đó, được cảnh báo, được Liên Âu cảnh báo là cũng vụ mì ăn liền. Cùng thời điểm này, mì gói ăn liền Hảo Hảo, vị chua cay và mì Good thuộc công ty cổ phần Acicook bị một loạt các nước Liên Âu thu hồi và gửi cảnh báo tới Cục An toàn Thực phẩm của Việt Nam. Nguyên do được phía Liên Âu cho biết là sản phẩm này chứa trái phép chất EO, tức là ethylene oxide. Chất này người ta cũng cho, nhưng mà một cái mức nào có thể nhẹ nhàng, không đáng kể, chứ còn làm nhiều như của ở cửa hàng hóa của Việt Nam thì người ta không đồng ý. Như vậy thì quý vị thấy coi, ở Á Châu, Đài Loan phát hiện rồi, ở Liên Âu, 27 nước của Liên Âu đa số họ là một cái tập thể chung, họ cũng phát hiện. Mai một cái là tôi chưa kiếm được một cái tin nào ở Mỹ. Yeah. Nhưng mà tôi nhớ lại ở Hoa Kỳ này có một ông giáo sư đó rất là giỏi, sau này làm cố vấn kinh tế cho ông tổng thống Trump đó, ông Navarro. Ông ra một cuốn sách và phát hành ở tại vùng gần Little Sài Gòn này, thưa với quý vị, chết vì Trung Cộng, bởi vì hàng hóa của Trung Cộng đưa qua. Thưa quý vị, thú cho thức ăn cho chó cũng chết, cái ghế, cái nôi làm cho trẻ sơ sinh nằm, thưa quý vị, cũng gãy bị thương. Và hàng hóa của Trung Quốc đi của Trung Cộng đưa qua đây, thưa quý vị, rất rất là độc hại. Nên ông lấy một cái tựa cuốn sách, và nếu quý vị mở Google search ra đến chữ chết vì nước Mỹ thì cũng có người dịch ở trên Google cho mình đọc khỏi tốn tiền rồi. Ông đó thì ông là cái người đầu tiên ở trên thế giới phát giác, tố giác cái hành động sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng độc qua thế giới để mà kiếm tiền của Trung Cộng. Xin quý vị đừng rời máy, sau giờ phút thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích.